màn hình với BWN TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình Thế giới tuần qua đầu tiên của năm 2014, chúng tôi muốn điểm lại một số những cái sự kiện mà phải nói rằng nổi bật làm cho cả thế giới quan tâm trong năm 2014 này. Thì bây giờ tới phiên Xuân Phương hỏi anh Quốc Bình là theo anh Quốc Bình thì năm 2014 điều gì làm anh Quốc Bình chú ý hay lo lắng hay vui mừng nhất? Nếu mà nói mà điều chú ý nhất á, tôi phải nói là cả quý vị cũng sẽ không thể nào mà miss được, bỏ qua được một cái sự kiện tại Hồng Kông với cuộc biểu tình của khối sinh viên và những vấn đề đòi dân chủ, khi mà Trung Quốc đòi là những cuộc bầu cử tới đây là bây giờ sẽ theo cái hệ thống gọi là đảng cử dân bầu, giống cái kiểu của Cộng sản, mà những người đã từng có những cái thể chế dân chủ mà những cuộc bầu cử mà người dân phải có cái quyền để mà đưa ra những người và bầu cho những người mà mình chọn, thì phải nói là Trung Quốc gặp một cái sự phản kháng rất là kịch liệt. Mặc dù là phải nói là một cái tin cũng chúng ta cổ vũ cho cái hành động đó, nhưng mà nó cũng không đạt được cái kết quả như chúng ta mong đợi, bởi vì là dưới cái bàn tay sắt của Trung Quốc đó thì phải nói là đã bóp nghẹt cái tiếng nói dân chủ tại Hồng Kông. Mặc dù là Trung Quốc cũng đã có hứa khi mà Anh Quốc trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc đó là đảm bảo cho Hồng Kông có được một cái thể chế tự do báo chí, tự do ngôn luận, và vô hình chung thì Trung Quốc trở thành một cái quốc gia mà Hồng Kông và đại lục trở thành là hai cái thể chế khác nhau, một quốc gia nhưng mà gọi là hai thể chế. Thì phải nói là cái sự kiện tại Hồng Kông là một cái sự kiện cũng phải nói là đánh dấu của năm 2014. Vâng, thì tuy rằng cái kết quả của cái cuộc nổi dậy của đặc biệt là trong phần đông là giới sinh viên học sinh của Hồng Kông không đạt được kết quả như là mọi người mong muốn, đặc biệt là những người mà đấu tranh cho dân chủ cũng như nhân quyền ở trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cái sự kiện này cũng cho thấy một cái khía cạnh đó rằng là cuộc nổi dậy ở Hồng Kông đã không bị đàn áp một cách thẳng tay như cuộc nổi dậy ở Thiên An Môn. Thành ra người ta nói rằng dù gì đi nữa thì ở vào cái thời điểm này, ở năm thế kỷ 21 này, thì Bắc Kinh cho dù là hống hách cách mấy nhưng cũng không dám ra tay một cách thẳng thừng, khi mà trên thế giới tất cả những hình ảnh của cái cuộc nổi dậy đó được truyền tải trên thế giới hầu như hàng ngày, rất đông đảo phóng viên, những cái đài truyền hình, những cái phương tiện truyền thông nổi tiếng lớn nhất trên thế giới đã có mặt tại hiện trường và họ thông tin gần như cập nhật, và họ có những cái cuộc nói chuyện, những cái cuộc phỏng vấn với các sinh viên, với những người mà trẻ mà nằm ở ngoài đường đó trong vòng cả hơn 2 tháng trời. Thì đây là những cái điều mà người ta đưa ra một cái nhận xét rằng là một khi mà có cái sự quan tâm của thế giới, của các phương tiện truyền thông, thì dù gì đây cũng là một cái để mà ngăn cản phần nào cái sự đàn áp quá thẳng tay. Nếu như mà không có những cái đó thì quý vị tưởng tượng rằng Hồng Kông cũng có thể là một Thiên An Môn thứ hai. Đúng vậy, cho nên phải nói là sự quan tâm của chúng ta hoặc là của thế giới là một yếu tố rất quan trọng để cho giúp cho một cái sự thay đổi tốt đẹp. Cho nên là đừng bao giờ thờ ơ, mà chúng tôi cũng thấy rằng là cho dù không theo như chúng ta mong đợi là cái sự thành công của đòi sự dân chủ, nhưng mà chúng ta nhìn một cách tích cực cũng thấy đó là một cái áp lực đáng kể cho một cái sự thay đổi. Thì nếu mà nói đến biểu tình thì chúng tôi cũng nói là phải nói đến cái sự kiện cũng liên hệ đến biểu tình, nhưng tại Hoa Kỳ, một cái cuộc gọi là ngày xưa chúng ta gọi là nội chiến giữa những người da màu và những người da trắng để mà giành cái quyền bình đẳng. Mặc dù là đối với hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ đã bảo vệ con người ta đủ thứ mọi góc cạnh, nhưng mà giống như là những yếu tố của vấn đề kỳ thị chủng tộc đối với ngày nay nó vẫn còn hiện hữu, và thỉnh thoảng trong những cái vụ kiện nó vẫn còn những vụ kiện kỳ thị nhau, và vẫn có những vụ kiện vẫn thắng, và kỳ thị xui cũng có mà kỳ thị ngược cũng có, khi mà giống như là người da đen nói là người Mỹ trắng kỳ thị mình, rồi người Mỹ trắng lại bảo là người da đen thật sự là kỳ thị ngược lại chúng tôi, vân vân. Thì đó là một cái sự kiện tại Hoa Kỳ cũng đang làm cho Hoa Kỳ cũng đang rất là nhức nhối, mà phải nói là cũng liên hệ đến vấn đề chủng tộc tại Hoa Kỳ. Và nếu phải nói là gần đây nhất thì cũng phải nói là nổi trội lên cái sự kiện của hai người cảnh sát người Hoa Kỳ, một người là gốc Mỹ Tây Cơ hoặc là một người là người gốc Trung Quốc,
vừa mới bị oan uổng, bị thiệt mạng bởi vì là vấn đề chỉ là một cái người da đen này bất mãn, bất bình với cái sự kiện lùi lại một chút thì là cái người Mỹ trắng đã làm thiệt mạng một người thiếu niên da đen, để mà khi mà đòi hỏi anh ta này đứng lại để mà kiểm soát vấn đề là một chút cái vấn đề nghi vấn nào đó, thì cái sự phản ứng của anh chàng thiếu niên này đã làm cho người cảnh sát này phải nổ súng, và cái tòa án đã quyết định là cái người cảnh sát này không bị tội và làm nổi giận lên cả cái cộng đồng người da màu và bao nhiêu cuộc biểu tình. Và ngay tại Houston chúng ta cũng có, ngay tại trong cái Mogeria cũng có những cái hàng loạt những thể loại biểu tình làm giả chết. Vâng, thì quý vị thấy rằng những cái sự kiện biểu tình của người da màu ở Hoa Kỳ phản đối cái sự kỳ thị đó, thì chúng ta nhìn những hình ảnh làm, chúng ta nhớ là những hình ảnh của Martin Luther King Jr. vào những năm 1960, nhưng mà không ai ngờ rằng cả qua một khoảng thời gian như vậy mà bây giờ cái vấn đề này lại một lần nữa được đặt ra với xã hội Hoa Kỳ. Cho dù rằng Hoa Kỳ đã có một vị tổng thống da màu đầu tiên, thế nhưng cái vấn đề kỳ thị nó vẫn lại được đặt ra. Nhưng mà ngày hôm nay có lẽ là cái bối cảnh nó khác, như anh Quốc Bình nói, không chỉ còn cái kỳ thị một chiều nữa mà đôi lúc nó ngược rồi nó xuôi. Nhưng mà đây là có lẽ có nhiều người mà về xã hội học họ cho rằng là những cái điều mà đương nhiên sẽ xảy ra với thời gian, trong bất kỳ xã hội nào nó cũng phải có những cái điều chỉnh, khi nó tiến rồi đôi lúc nó phải lùi để mà có những cái điều chỉnh. Tuy nhiên đây cũng là những cái sự kiện mà làm đặc biệt cho người dân Hoa Kỳ rất là quan tâm. Vâng, người ta nói là văn hóa và cũng như dân chủ là những yếu tố sống, nó sống cùng chúng ta và nó điều chỉnh theo thời gian cùng với chúng ta, cũng như là chúng ta không thể nào mà chờ cái sự dân chủ được ban cho, và chúng ta phải sống với nó và phải đấu tranh với nó để cho nó là một cái sự cân đối và cân bằng trong xã hội. Cũng là một cái sự tự nhiên đó, thì chúng tôi cũng nói đến một cái sự kiện mà trỗi dậy, nếu mà không nói một cách làm hiện tượng thì phải nói là khối trên thế giới, khối những quốc gia Hồi giáo bỗng dưng năm 2014 trỗi dậy, phải nói là mạnh mẽ với những cái sự chống đối với thế giới Tây phương. Mà mạnh mẽ đây đó, nếu mà chỉ là một cái khối gọi là hiếu chiến mà là một cái khối thôi thì không nói, đây là cả một gọi là cái khối quốc gia, người ta gọi là những cái khối quốc gia Hồi giáo, mà mình hay biết với tiếng Anh báo chí hay nói ISIS với ISIL đó, thì đã tạo ra một cái cuộc nhức đầu với cái sự chống đối của họ, với cái sự trả đũa một cách rất là không con người, chẳng hạn như là chặt đầu chỗ này, bắt con tin chỗ kia một cách vô tội vạ, và những người này những người vô tội chứ không phải là những cái nguyên cơ của vấn đề cân đối của hình quân sự, thì phải nói là tạo trên, phải nói là sự bất bình của thế giới Tây phương khi mà nói đến những cái sự mà bắt giết người một cách inhuman, là một cách không có con người trên thế giới này, thì phải nói là cũng là một cái điểm mà phải nói là ghi nhớ của 2014. Vâng, kính thưa quý vị, thế giới thật sự rất là lo lắng với cái sự trỗi dậy của cái nhóm phiến quân mà người ta thường gọi, dịch tiếng Việt là nhà nước Hồi giáo. Thì các chuyên gia cho rằng là cái nhóm này họ mạnh và họ dã man, họ đáng sợ hơn nhóm Al-Qaeda ngày xưa gấp ngàn lần. Bởi vì nhóm này họ biết sử dụng những cái công cụ của Tây phương, từ những cái phương tiện truyền thông cho đến cái những cái mà rửa tiền, những cái cách làm tài chánh bằng cách mà bắt con tin để lấy tiền chuộc và dùng những cái tiền đó để mà tài trợ cho cái cuộc chiến tranh của họ. Thì họ, cái mục tiêu mà họ tạo ra chiến tranh đó là chiếm ít nhất là một phần của Syria và một phần của Iraq, và lập thành một cái nhà nước Hồi giáo và áp đặt cái luật Syria là luật Hồi giáo mà rất là cực đoan, rất là khắt khe lên toàn cái khu vực đó. Và thêm một bước nữa đó là họ muốn lan rộng cái luật đó ra trên khắp các quốc gia Hồi giáo. Tiếp theo đó nữa là tiến tới là đưa cái Hồi giáo đó
trải ra khắp trên thế giới, và đặc biệt là những quốc gia mà như Hoa Kỳ hay châu Âu là những kẻ thù mà theo họ là những người không theo đạo Hồi giáo là phải bị tiêu diệt, thì những cái hành động của họ làm cho thế giới sững sờ trước cái sự dã man, từ như Quốc Bình nói là chặt đầu những con tin, rồi đến khi mà những cái họ chiếm một thành phố, một làng mạc nào đó mà theo những cái giáo phái khác của Hồi giáo, chứ không phải là đạo khác mà chỉ là giáo phái khác trong Hồi giáo thôi, thì là đàn ông là coi như họ giết chết gần hết, và phụ nữ thì họ đem bán như là những nô lệ. Và đây là những cái điều mà thế giới đang rất quan tâm. Thế nhưng trong suốt 2014 vừa qua, từ khi mà ISIS nổi lên cho đến thời điểm bây giờ, thì thật sự từ Liên Hiệp Quốc cho đến Hoa Kỳ, mặc dù đã có những cái phương pháp đưa ra, những cái chiến dịch quân sự rất mà mạnh đưa ra, nhưng vẫn chưa kiềm chế, thật sự kiềm chế được ISIS. Vâng, và phải nói là một điều mà làm phải diễn tả đó thì phải dùng cái chữ là man rợ, dã man và kinh hoàng đối với lại những cái khối mà Hồi giáo mà quá cực đoan như thế này đó, thì chúng tôi cũng phải mời quý vị phải cho chúng tôi một vài phút cho phần quảng cáo. Chúng tôi xin trở lại với còn hai sự kiện mà chúng tôi cho rằng là cũng nổi cộm và nổi bật trong năm 2014, và tiếp theo là những sự kiện trong thế giới tuần qua.